nằm tại số 3 đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm lẩu miền Tây xưa hiện đang được rất nhiều người dân ghé đến thưởng thức. Tiệm chuyên phục vụ các món đặc trưng của người dân miền Tây, mang đậm hương vị thơm ngon, đậm đà của ẩm thực vùng sông nước. Những cái món mà quê hương Nam Bộ miền Tây của mình đó thì là nó hầu như là giờ là ít người biết đến, cho nên là chúng tôi mới nghĩ ra cái ý tưởng là mình mở cái tiệm lẩu miền Tây xưa này để cho những con người bà con mình mà ở miền Tây mà đi làm xa ở Sài Gòn hay gì chẳng hạn đó, là để người ta còn gợi nhớ đến những cái món ăn quê hương, món ăn đậm đà chất vị của miền Tây. Rồi qua đó thì có những người Sài Gòn người ta cũng biết được cái hương vị của món ngon miền Tây. Cái nguồn nguyên vật liệu thì nói chung là ở bên quán chúng tôi thì nó có một cái bộ phận xuống dưới tận nơi miền Tây để thu hoạch cùng với bà con dưới đó để cho ra được những sản phẩm tươi mới, chất lượng nhất để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, tiệm lẩu miền Tây xưa không chỉ phục vụ các món đặc sản miền sông nước mà còn bố trí những không gian check-in mang đậm phong cách miền Tây. Thực khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực mà còn như nhìn lại một nét hương quê, chân chất của con người vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lần thứ 3 em đến quán lẩu miền Tây xưa, và lý do để khiến em quay lại quán lẩu là không gian ở đây bày trí rất là đặc biệt, rất là đẹp, nhìn muốn quay lại tuổi thơ. Và đặc biệt là cái khẩu vị của em rất là hợp với đồ ăn ở đây, là một cái vị riêng biệt, rất là đặc biệt của người miền Tây. Nên là nếu mà có cơ hội thì em muốn giới thiệu tới gia đình bạn bè để quay trở lại quán lẩu này. Dạ, em quê ở Trà Vinh. Là em lên đây là em là công nhân may, cũng xa quê cũng mười mấy năm rồi. Là em lại quán này lần đầu tiên ăn những cái món ăn này dân miền Tây của mình á, còn rất là nhớ. Dạ, em cũng ít khi gia đình công việc kinh tế khó khăn cho nên em ít khi là về quê lắm. Là tại vì có không gian miền Tây của mình á thì em lại đây lần đầu tiên, rất là nhớ quê của mình. Dạ, Tết năm nay thì em vẫn ở Sài Gòn cho nên kinh tế khó khăn em không có về quê. Em sẽ ghé quán lần nữa và dài dài. Nhiều người con miền Tây khi được ăn món quê nhà ngay tại đất khách đều chia sẻ cảm giác gần gũi, nguyên vẹn hệt như đang ăn ở quê. Người dân nơi khác thì bị chinh phục bởi đồ ăn miền Tây ngay từ lần đầu thưởng thức. Có thể thấy tiệm lẩu miền Tây xưa đang khá thành công khi đem được hương vị miền Tây thổi đến giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ đa dạng ẩm thực.